Ngày hôm sau, chúng tôi lên hội trường để nghe đại trưởng nói chuyện. 30 người tù ngồi trong một hội trường quá lạc lõng và ít ỏi so với số cán bộ ngồi trên một sân khấu. Sau khi giới thiệu qua thành phần cán bộ chỉ huy gồm chánh trị viên, phân trại trưởng, cán bộ an ninh và trực trại, hắn tự giới thiệu là Trung tá Thân Yên. Nhìn qua thành phần cán bộ vừa được giới thiệu, tôi đã có nghĩ đến những khó khăn chúng tôi phải chịu đựng trong những ngày sắp tới. Không hẹn mà tập trung những tên có hình dáng dị dạng, lộ rõ sự hung ác nham hiểm. Đại trưởng Thân Yên, người nhỏ thó, mặt dơi tai chuột quắt queo. Phân trại trưởng Lê Đồng Vũ, mắt trắng môi thâm, mặt đỏ lừ như người vừa uống rượu. Chánh trị viên Nghị, mắt lúc nào cũng láo liên, mặt giác lên kinh kiệu. Trưởng ban an ninh Nguyễn Minh Lý, mắt lé, mặt lắm tấm rổ hoa mè xanh nhật. Hai trực tại luật mụn và thái đen, mắt lúc nào cũng trừng trừng đanh ác. Bằng giọng bình định, Thân Yên nói: đáng lẽ ra tôi phải nói chuyện trước hàng trăm hàng ngàn người, các anh chỉ có 30 người, và tôi đến nói với các anh đó là điều hân hạnh cho các anh. Các anh phần lớn vi phạm kỷ luật ở trại cũ, tôi có thể nhốt các anh trở lại, nhưng tôi xóa hết để các anh bắt đầu lại. Đến trại này các anh chỉ có hai con đường để chọn, một là sống, hai là chết. Muốn sống các anh phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trại, còn muốn chết là do thái độ của các anh. Mà các anh có sống cũng bằng thừa, có chết cũng không thiếu. Đây là trại kiên giam, nhà nước kiên trì cải tạo phạm nhân. Chúng tôi có thì giờ để làm việc đó, thời gian có thể là 10 năm, 20 năm, chúng tôi cũng có thể làm được. Chính sách của đảng và nhà nước trước sau như một. Đảng luôn luôn khoan hồng, nhưng cũng sẵn sàng nghiêm trị. Khoan hồng với ai, với người nào, và nghiêm trị với kẻ nào, tên nào, thằng nào. Hắn muốn nhấn mạnh từng chữ tên, thằng, kẻ. Đắc ý với lời nói hăm dọa, mặt vênh vênh nghiêng lên biểu lộ sự thích thú. Xong hắn gọi: Hiệp đâu? Sang đâu? Đứng lên! Sang và tôi đứng lên. Thân Yên ngắm chúng tôi một lúc, đầu gật gù đắc thắng, và những ước lượng kẻ địch mà hắn có quyền dày vò cho thỏa thú tính. Rõ ràng là một buổi nói chuyện để dằn mặt chúng tôi. Lần đầu tiên mới nghe đến tên trại kiên giam, tức là trại giam tù lâu dài không có giới hạn. Ngay sau buổi nói chuyện, cán bộ Lý, trưởng ban an ninh, gọi tôi ở lại làm việc. Hắn bảo tôi khai việc làm về lý do tôi bị giam kỷ luật ở trại cũ. Trước khi cho tôi về đội, hắn nhắc đi nhắc lại là có thể giam tôi trở lại bất cứ lúc nào, vì thời hạn kỷ luật của tôi ở trại cũ chưa kết thúc. Hắn nhấn mạnh là khi hắn quyết định giam thì không ai ngoài hắn ra có thể thả. Đây là trại kiên giam có quy chế giam giữ riêng cho tù nhân từng bị kỷ luật, bị ghi nhận là không chấp hành chế độ cải tạo, có hành động chống đối. Trại Xuân Phước tự nhiên đó là trại tù khắc nghiệt. Trại tù cộng sản đều giống nhau. Người tù phải chấp hành nội quy 38 điểm quy định, khai báo, chế độ lao động, tương quan với cán bộ, tương quan với người tù với nhau, chế độ thăm gặp gia đình, viết thư, chế độ kỷ luật, nhân dân. Người tù phải làm để nuôi sống cán bộ, đóng góp và sản xuất chung cho ngân sách của Bộ Nội vụ hay tỉnh và nuôi sống mình. Có hai loại trại cải tạo, trại thuộc trung ương và trại thuộc địa phương. Trại thuộc Bộ Nội vụ để giam người có án từ 10 năm trở lên, và tù tập trung không có án thời hạn lâu dài. Và trại ở tỉnh giam tù có án dưới 10 năm và tù tập trung cải tạo ngắn hạn. Trên thực tế, các trại tù có những điểm khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và cán bộ quản lý. Các trại tù ở tỉnh tương đối dễ chịu hơn vì hai điều kiện. Thứ nhất, trại tù phải tự túc kinh tế, nên khi lập trại, tỉnh thường chọn những nơi đất đai tương đối tốt, có điều kiện sản xuất hơn. Trái lại, trại thuộc Bộ Nội vụ thường ở những vùng đất đai cằn cỗi hơn. Lúc mới chiếm miền Nam, tù cải tạo là viên chức sĩ quan chế độ cũ, do quân đội quản lý. Họ sử dụng các căn cứ quân sự cũ làm trại cải tạo, sau dần dà chuyển về cho công an. Việc chuyển giao hoàn tất đầu năm 1979, tù nhân được chuyển về các trại thuộc bộ là Xuân Lập, Z30A, Gia Trung, Xuân Mộc, các trại khác thuộc các tỉnh quản lý. Do đó, ở tù, các tỉnh đồng bằng Cửu Long tương đối dễ chịu, vì vừa gần gia đình tiếp tế dễ, khi lao động có thể tìm thêm thức ăn như cá, rắn, chuột, ếch, nhái và rau cỏ dại. Cán bộ quản lý cũng no đủ nên tính tình dễ chịu, cởi mở hơn. Trái lại, nếu ở các trại tù,
từ vùng ma trở ra, đồng khô cỏ cháy và nhất là chuyển trại sang miền Bắc hoặc miền Trung, thì điều kiện ở các trại tù cam go hơn nhiều. Trại Xuân Phước nằm cách trại lực lượng đặc biệt Đồng Tre cũ khoảng 3 cây số về hướng tây. Trước năm 1975 là vùng giao tranh giữa trại Đồng Tre và một khu Kỳ Lộ. Bộ chỉ huy trại nằm tại ngã ba đường Tây Bắc lên suối cối Kỳ Lộ. Từ Kỳ Lộ có thể ra miền núi Bình Định nay được thành lập huyện Tây Sơn và đường lên Pleiku. Mặt khu Kỳ Lộ là vùng du kích Việt Cộng chiếm từ năm 1958. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ đánh vào 2 lần, một lần năm 1960 và một lần cuối năm 1964. Kỳ Lộ là một khu dưỡng quân và tiếp tế cho chiến trường Tây Nguyên của Việt Cộng trước năm 1975. Đường thứ hai từ Xuân Phước đi về hướng Tây Nam, đến vùng đồng bào sắc tộc Hờ Roi ở xã Xuân Định, lên thượng nguồn sông Đà Răng. Phần sông này được gọi là sông Hinh, nay Việt Cộng lập nên huyện sông Hinh. Tại Xuân Phước có nhiều phân trại nằm ở những đồi trên con đường này. Phân trại A nằm ở gần bộ chỉ huy là trại tù giam giữ những người từ Quan về trên tàu Việt Nam Thương Tín. Phân trại B giam tù hình sự có án và tù chính trị. Phân trại C tù hình sự tập trung. Phân trại D tù hình sự tập trung. Phân trại E là khu trại nhà ngói tường gạch mới xây dựng ở bên cạnh phân trại A. Chúng tôi là toán tù thứ hai được chuyển đến. Toán thứ nhất là tù chánh trị có án từ các trại Mê Văn, Ba Mê Thuột và Rạch Giá. Tù từ tàu Việt Nam Thương Tín là những người xây nên trại tù Xuân Phước vào tháng 10 năm 1976. Những người đã di tản qua đến đảo Guam, rồi đấu tranh tình nguyện để về xây dựng quê hương. Họ kể lại, số người đấu tranh đòi được trở về lúc đầu khá đông, gần 10.000 người. Sau có sự thuyết phục và khuyên nhủ của người Mỹ và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở trại, số người muốn trở về dần dần rút xuống. Cuối cùng, số người về nước theo tàu Việt Nam Thương Tín hơn 1.600 người. Thời gian đi trên tàu, họ được tàu hải quân Mỹ hộ tống, và tàu này mỗi ngày đều nhắc nhở là họ có thể đổi ý quay trở lại. Nhưng mọi người đều quyết định đi về, nhất là một ban lãnh đạo được hình thành do một số người tự nhận là họ đã liên lạc được với Nguyễn Thị Bình từ trước. Những người này hứa sẽ được đón tiếp bằng những vòng hoa tươi thắm tại Vũng Tàu hay Sài Gòn. Vì sự trở về nước lúc đó với họ là một hành động chứng tỏ lòng yêu nước. Hoặc là nếu không được đón tiếp nồng hậu thì họ cũng không gặp những trở ngại gì, vì họ tình nguyện trở về không chạy theo Mỹ Ngụy. Tàu không được cập đến Vũng Tàu như họ nghĩ. Sau 2 ngày chờ đợi ngoài khơi, được tàu Hải quân Việt Cộng hướng dẫn ra Nha Trang. Lúc lên bến, họ được đón tiếp thật nồng hậu bằng một lực lượng đông đảo công an võ trang AK, cộng chung 2 người một chiếc còng số 8, chuyển về tại Đồng Đế làm thủ tục khai báo lý lịch và khám xét. Họ được khám xét thật kỹ từ bộ răng đến những nơi kín đáo nhất trong người để tìm máy móc gián điệp do CIA gài. Những người cầm đầu về những sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa đưa về Chí Hòa để tiếp tục làm thủ tục khai báo, điều tra, sau đó được chuyển đi các trại tù cải tạo ở miền Bắc hoặc miền Trung. Đàn bà trẻ con được cho về, số người còn ở lại khoảng 1.300, hầu hết là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa hoặc sĩ quan cảnh sát từ trung úy trở xuống, được đưa lên trại Xuân Phước. Nơi đây họ phá rừng xây dựng trại tù. Những người tù tàu Việt Nam Thương Tín có công lao xây dựng trại, chấp hành ngoan ngoãn nội quy trại, thái độ sợ sệt, tuân phục cán bộ. Bù lại họ được tin cậy làm những công tác rộng như phá rừng, chăn nuôi, bốc dỡ hàng hóa, và mặc quần áo không có đóng số tù và dấu cải tạo. Anh em tù Việt Nam Thương Tín đều ân hận về việc làm của họ. Những người tù Việt Nam Thương Tín ở tại Xuân Phước dần dần được tha ra khỏi từ năm 1979, và những người cuối cùng được về vào tháng 5 năm 1982. 5 ngày sau khi chúng tôi rời trại Z-30A đến, thì toán 78 người từ Z-30D đến. Vài ngày sau, thì 118 người từ trại Z-30C ở Hàm Tân cũng được chuyển đến. Đa số là những người tù bị bắt vì mới tổ chức chống đối, hoặc sĩ quan không chấp hành lệnh tập trung. Một số sĩ quan tình nguyện bị tình nghi là sách động trong những vụ lộn xộn trong trại vào dịp Tết Kỷ Mùi. Tháng 10 và tháng 11, 2 đợt tù từ trại Suối Máu đến, nâng tổng số tù phân trại E lên hơn 700. Và toàn Xuân Phước 5 phân trại lên hơn 10.000 người, đủ tất cả các diện từ chính trị, hình sự và quân phạm của Việt Cộng. Ngoài ra,
Tại Xuân Phước còn có một tại Hóc Kè nằm về phía đông bắc Bộ Chỉ huy. Nơi đó là tại kỷ luật của công an và nơi những người tù được lệnh tha ở thời gian thử thách. Chế độ ở thử thách trước khi về chỉ là một sáng kiến riêng biệt của tại Xuân Phước để bóc lột sức lao động của tù nhân đã được lệnh thả. Thay vì đọc lệnh tha, bọn chỉ huy cho đọc lệnh thử thách. Đến Hóc Kè, tù được quản lý rộng rãi hơn nhưng buộc làm lao động nặng hơn. Mỗi ngày họ được giao khoán hai thứ khối củi. Họ được tự do đi vào rừng để đốn củi cho đủ số. Thời gian thử thách là 1 đến 2 tháng, sau đó họ mới được thả. Tù nhân nhiều trại tập trung về tại Xuân Phước mới biết là trong năm 1978 và 1979, các trại tù miền Nam đều có những vụ chống đối. Lớn nhất là vụ khởi loạn mồng 2 Tết Mậu Ngọ ở trại tù Kiến Hòa. Tù đã nổi loạn cướp súng giết cán bộ thoát ra khỏi trại. Nhưng chỉ số ít người trốn được vì ra khỏi trại không biết đi đâu, bị truy lùng bắn chết hoặc bị bắt xử án. Những người cầm đầu bị tử hình, những người khác đều bị xử từ 20 năm đến chung thân. Âm mưu trốn trại bị phát giác ở trại giam Phan Thiết năm 1978 do sự phản bội của tên Nguyễn Văn Quyền, cựu xã trưởng. Những người cầm đầu đều bị tử hình, số người còn lại bị tù từ 20 năm đến chung thân. Tên Quyền được tả công cho về trại Xuân Lộc. Tết Kỷ Mùi, các trại Suối Máu, Hàm Tân, Thủ Đức, Xuân Lộc đều có những vụ náo loạn. Khởi đầu bằng những việc tập trung ca nhạc vàng, rồi đưa đến việc rải trường đơn đả đảo cộng sản, đánh anten hoặc chống đối không chịu đi lao động. Ở trại Z30C còn có vụ tù nhân tên Hiếu, tù chính trị bị bắt trong tổ chức phản động của nhóm người Quảng Nam di dân ở các trại định cư dùng rừng lá. Sau khi trốn trại, đem súng về hoạt động quanh trại đón giết nhiều cán bộ Z30C trước khi anh bị phục kích giết chết. Tại Xuân Phước, ở một vùng thung lũng khô cằn, đất núi chỉ trồng được một loại khoai mì kỹ nghệ có rất nhiều chất độc, gọi là khoai mì H34 và loại đậu cua. Đậu cua là một loại hạt đậu gầy, dài, cong cong và màu nâu như cặp mắt cua. Loại đậu cua có sức sống rất mạnh nên có thể sinh sản được trong vùng đất núi khô cằn Bình Định, Phú Yên. Cây đậu lúc còn bé mảnh khảnh, lá xanh có 3 chia, thân lá có lông, thành ra lá rám cứng. Khi cây đậu lên cao ngang một tấc thì tỉa bớt cho cây còn lại lớn mạnh. Những cây tỉa ra đó giúp cho tù được một bữa canh. Ở trại rau xanh rất hiếm, không đủ đưa vào bếp của cán bộ, tù không có phần. Cây đậu được tỉa xong lên rất mạnh, cây sinh nhiều cành nhiều nhánh phủ lên cả cỏ dại và những bụi cây rừng nhỏ. Qua sông mùa mưa tháng 10 thì đậu trổ bông chen qua các kẽ lá xanh. Những bông tím mang mang dương cao mạnh mẽ để đón đoàn bướm nhiều màu sắc, làm cho cảnh núi rừng bớt đi vẻ hoang dại thê lương. Cuốc đất, dọn cỏ quần quật suốt ngày. Nhưng có một lúc nào đó, người tù chấm cuốc đứng nhìn thấy cảnh hoa bướm tự nhiên vô tư này, cũng cảm thấy lòng lâng lâng, muốn quên hết quá khứ, cũng như muốn quên cái hiện tại đang đau khổ. Rồi lẩm bẩm đọc lại vài câu thơ còn sót lại trong óc mình, sau khi đã quên gần hết những gì đã học từ thời thơ ấu. Hạt đậu cua ăn không ngon, có lẽ ít chất bổ dưỡng. Lúc đầu ăn chưa quen thường sình bụng. Nó là món thu hoạch phụ của trại nên cán bộ cũng mất giữ gìn. Mùa thu hoạch người tù có thể ăn cả một vài nắm về phụ cho bữa ăn ít ỏi vào dịp Tết. Dân miền núi Bình Định, Phú Yên cũng đói qua năm. Họ cũng nhờ đậu cua ăn phụ vì vùng này không bao giờ đủ gạo ăn, vì lúa trồng ra thì đã nộp thuế cho nhà nước hơn 2/3 số thu hoạch. Điều kiện khó khăn, tù nhân bị ghép vào tổ chống đối, được quản lý bởi một người trại trưởng người Bình Định và cán bộ người miền Trung và miền Bắc. Ba yếu tố đó để trại Xuân Phước trở thành một trại kham khổ nhất và phân trại giam những người chống đối, bị kỷ luật, bị chế độ kiên giam trừng giới. Nước Việt Nam nhỏ bé nhưng điều kiện giao thông liên lạc dân chúng của các miền khó khăn vì cả lý do chính trị lẫn địa lý. Thêm vào chịu ảnh hưởng của chính sách chia rẽ liên tục của các chính quyền hàng mấy trăm năm, nên tính tình và đời sống dân Việt Nam có nhiều khác biệt, tùy theo địa phương họ sinh và lớn lên. Miền Nam, nhất là vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, đất đai phì nhiêu, đời sống kinh tế dễ dàng, nên người miền Nam hiền hòa, dễ tính. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, điều kiện sống có nhiều khó khăn.
nhưng miền Nam vẫn dễ sống hơn các miền khác. Và cũng vì tính hiền hòa, phóng khoáng của người miền Nam, nên họ không thích hợp với chủ trương đấu tranh giai cấp, sống trong sự ganh tị, soi mói nhau giữa người này và người khác. Nên họ không chấp nhận chế độ cộng sản và các chủ trương cai trị của chính quyền cộng sản. Ngay cả cán bộ cộng sản người miền Nam, dù là cán bộ hồi kết hay cán bộ nằm vùng, cũng dễ dàng quay lại lối sống phóng khoáng, thoải mái của miền Nam. Đó cũng là sự thất bại của chế độ cộng sản khi thi hành ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Bị từ khước và tiềm tàng chống đối, ngay cả từ những người nông dân hay gia đình có thân nhân là cán bộ cộng sản, đa số người miền Nam chấp nhận và ủng hộ kháng chiến, nhưng không ủng hộ cộng sản. Người miền Bắc và các tỉnh phía Bắc Trung Việt, đất hẹp người đông, đời sống kinh tế chật vật, truyền thống chống ngoại xâm giữ nước, nhất là với người Trung Hoa ở phương Bắc, khả năng sinh tồn và sức sống mãnh liệt, biết bám vào những điều kiện xã hội. Các nước chậm tiến và các nước cộng sản, chánh quyền là môi trường có điều kiện sống tốt hơn hết trong xã hội. Dân các tỉnh miền Nam Nghĩa Bình Phú, tức là Liên Khu Năm Cũ, một thành trì của chế độ cộng sản, những đức tánh của người dân vùng này cũng là kết quả của sự ảnh hưởng của một vùng địa lý khô cằn, đất cày lên sỏi đá, lại bị các chánh quyền kỳ thị liên tục gần 200 năm, kể từ khi Vua Gia Long thi hành chính sách trả thù nhà Nguyễn Tây Sơn. Từ đó, người dân Liên Khu Năm đứng về phía chống chánh quyền, và họ tiếp tục bị đàn áp và kỳ thị của thực dân Pháp. Cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 và chế độ cộng sản dễ được dân chúng vùng này hưởng ứng. Vì lâu năm bị đè nén và ngược đãi, nên ý thức chống đối càng mãnh liệt, nên tạo thành tính cực đoan và những tính phụ thuộc theo đó. Cho nên, người dân Nam Nghĩa Bình Phú nổi tiếng là cực đoan và tàn nhẫn về chính trị. Đã đứng về phe nào thì dứt khoát và tranh đấu quyết liệt và chấp nhận đổ máu, chấp nhận chết và sẵn sàng tiêu diệt đối thủ. Họ nhạy cảm và có ý thức và lập trường chính trị, nhiệt tình bảo vệ lý tưởng. Cán bộ cộng sản tàn ác, nhưng cán bộ người miền Nam có thể dùng tình bạn và tiệc rượu mua chuộc được. Cán bộ cộng sản miền Bắc dùng tiền mua chuộc được. Nhưng cán bộ cộng sản người miền Trung thì những sự mua chuộc sẽ khó khăn hơn nhiều, và người dân sẽ bị đối xử tàn nhẫn nhiều. Những tính tình cực đoan, sự cuồng tín bảo vệ chế độ đó không phải là hoàn toàn xấu. Vì người miền Trung nơi chiến trường ác liệt nhất, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các biến chuyển chính trị của đất nước, nên người dân cũng rất nhạy bén và nhận định chính trị có lập trường và lý tưởng chính trị. Họ sẽ nhanh chóng nhận được con đường đúng và sai, cũng như đặc tính cuồng nhiệt, dám làm cũng là nơi khởi diễn những cuộc đấu tranh chống cộng sản áp bức mãnh liệt nhất. Điều này đã có dấu hiệu cụ thể. Những người tù chính trị sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 được đưa từ các tỉnh miền Trung đến Xuân Phước, phần nhiều đều có tổ chức võ trang, có chiến đấu thực sự, dù còn lẻ tẻ và chưa có lãnh đạo. Những tổ chức chính trị tổ chức từ Sài Gòn hay các tỉnh miền Nam phần lớn chỉ mới kết hợp và đưa đến sự chờ đợi Mỹ sẽ chủ động làm ngược lại thế cờ chính trị tại Việt Nam. Một dấu hiệu nữa thể hiện qua hàng ngũ cán bộ. Những cán bộ gốc Nghệ tỉnh lúc đầu rất cực đoan và sắc máu, nhưng sau thời gian ở các trại tù tiếp xúc với tù nhân, họ thấy tù nhân không giống như những người ác ôn, ăn gan người, uống máu người và hiếp dâm phụ nữ như đảng dạy cho họ. Những cán bộ gốc Nghệ tỉnh là những người thay đổi thái độ trước nhất. Họ tỏ ra thông cảm và dễ chịu với tù. Những người cán bộ gốc Quảng Nam, Quảng Ngãi là hay đánh đập tù nhất, nhưng đến năm thứ 8, thứ 9 xem tù, họ đã bắt đầu nói rằng họ ân hận vì đã đánh đập đối xử tàn nhẫn với người cải tạo. Chỉ có cán bộ miền Bắc, đa số quan liêu, hách dịch, khó khăn. Nạn nhân đầu tiên của tính cực đoan của cán bộ chính trị, của cán bộ cộng sản Liên Khu Năm là Huỳnh Cự. Anh là người sĩ quan Việt Cộng hồi chánh năm 1954, làm đến tham nghị bộ chiêu hồi, tức là ngang hàng với giám đốc bộ chiêu hồi. Bị bắt trong những ngày đầu sau khi Sài Gòn bị sụp đổ, anh Cự bị giam ở các nhà giam Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Hàm Tân, Xuân Phước. Biết rành chế độ cộng sản và những sự tàn nhẫn của nó, cũng như đã lớn tuổi và cái thế tế nhị của một người hồi chánh, nên nơi đâu anh cũng sống rất là dè dặt và cố gắng thu mình trong công tác lao động. Nhưng những toan tính và kinh nghiệm của Cự không giúp cho anh được nhiều, vì trong nhà tù anh luôn luôn bị hai mũi dùi.
cán bộ cộng sản xem anh như người phản bội nguy hiểm. Ngoài mắt, trước năm 1975 đã có những bài học về trường hợp của Quỳnh Cử. Mỗi khi cán bộ cộng sản mới đến trại, họ đi tìm để xem trước mặt anh. Phía người tù thì luôn luôn nghi ngờ Cử, xem anh là người cộng sản nguy hiểm. Thái độ lao động tích cực của Cử càng bị một số người chống đối cực đoan ghét, xem anh là phản bội đồng cảnh. Đến trại Xuân Phước, Cử càng gặp khó khăn hơn, bởi Thân Yên trước kia là thuộc cấp của Quỳnh Cử. Một hôm, Thân Yên gặp Quỳnh Cử trong trại, để Cử nghiêm chỉnh chào mình xong. Thân Yên nói rất nhỏ nhẹ. Anh Cự đó hả? Thấy anh còn sống tôi mừng cho anh. Tôi nhớ lại thời gian sau khi anh bỏ chúng tôi về thành. Ngày nào chúng tôi cũng bị B-52 đánh. Bao nhiêu anh em đã chết. Nghe Thân Yên nói, Cự tái xanh mặt. Từ đó, cứ mỗi lần lên hội trường nói về chính sách khoan hồng, Thân Yên đều kể trường hợp của Quỳnh Cự. Hắn luôn luôn nhấn mạnh là Cự đáng tội chết, nhưng đảng đã khoan hồng cho đi cải tạo. Mặt khác, Thân Yên tỏ ra tín nhiệm cho Quỳnh Cự làm đội trưởng đội mộc và làm đội trưởng những người được xem là tiến bộ, được gọi đi làm ban đêm. Trong nhà tù cộng sản cũng như xã hội cộng sản, cả hai thành phần tích cực làm việc cho chế độ và chống đối chế độ đều khổ theo hai cách khác nhau. Người chống đối bị trừng phạt đầy ải đến chết, thì ngược lại người tích cực cũng bị thúc đẩy làm việc đến kiệt lực. Chỉ có người biết cách sống, biết chịu đựng và lách né khéo là đỡ khổ. Nhưng đóng vai trò này rất khó. Vì cuộc sống lôi kéo con người phải chọn, hay tự nhiên sẽ bị đưa đẩy đến hoặc là bên thái độ này, hoặc là thái độ kia, không lưng vực. Chỉ ở cái thế phải đóng vai người biết hối lỗi, Quỳnh Cự thành người cải tạo tiến bộ. Nhưng Cự là người có kinh nghiệm với chế độ cộng sản. Anh chỉ đem sức ra làm lao động và có thúc đẩy năng suất lao động của đội, và chỉ báo cáo những việc lặt vặt như nấu nướng trái phép, đánh lộn vân vân. Còn việc báo cáo và đặt điều báo cáo về hành vi chính trị và lời nói của những người khác, anh Cự không hề làm. Đa số người hiểu anh, nhưng cũng có một số ít người không hiểu. Những người đã từng ở chung trại Chí Hòa và trại Hàm Tân có tinh thần chống cộng cực đoan, trong nhóm anh Vũ Văn Ánh và anh Ngô Văn Ly, và họ đã mượn tay cộng sản để hại Quỳnh Văn Cự. Một hôm, Ngô Văn Ly đã dán một truyền đơn đã đảo cộng sản về Hồ Chí Minh, dưới tờ truyền đơn ký tên Quỳnh Cự. Dù thiệt thà đến đâu, không ai tin là Quỳnh Cự dám làm chuyện đó, nhưng đối với Thân Yên, đó là một cái cớ để đem Quỳnh Cự đi nhốt ở Xà Lim trên 2 năm. Nếu không nhờ thân nhân bên vợ là cán bộ cao cấp của cộng sản thỉnh thoảng từ Nghệ An mang quà tiếp tế, thì Quỳnh Cự chết rồi. Hơn 25 tháng bị cùm, đến khi được thả, Quỳnh Cự đã bò từ phòng an ninh về nhà giam tập thể. Một trường hợp khác chứng tỏ sự tàn bạo của cán bộ liên khu 5. Trước ngày 30 tháng 4 năm 75, người ta tuyên truyền Sài Gòn sẽ trở thành biển máu. Cộng sản đã biến Sài Gòn thành biển nước mắt. Nước mắt chia ly, nước mắt chờ đợi của bao gia đình tan tác. Nhưng máu đã nhuộm đỏ ở vùng đất khô cằn, ở thung lũng Xuân Phước, chung quanh núi rừng trùng điệp này. Một hôm, chúng tôi được điều đi lao động xa, dọn một nghĩa địa nằm giữa hai phân trại A và B lấy đất trồng khoai mì. Nghĩa địa rộng khoảng 2 mẫu, nhiều mộ đã được bốc. Chúng tôi lắp những mã bốc xong san bằng khu đất. Lúc đó chúng tôi mới chú ý đến những nấm mộ còn lại. Nấm đất đã bị lụn mòn vì thời gian không ai tu sửa. Những thanh gỗ cắm trên đầu mỗi ngôi mộ còn ghi rõ tên tuổi, quê quán, ngày chết. Vừa nhổ những thanh gỗ để làm củi nấu nước, chúng tôi đọc thấy những người nằm ở nghĩa địa này đã chết trong ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1975. Họ sinh tại các làng xã vùng Tuy Hòa, Sơn Hòa, Hiếu Xương, Phú Đức. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1975, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa bị quân ta bỏ ngỏ. Đây là những nhân viên, cán bộ cấp dưới không kịp chạy khỏi địa phương. Họ bị bắt và đưa lên đây để bị giết hàng loạt. Thân nhân của họ đã đến tìm lập dậu vàng mộ bia ghi nhớ. Nhiều người đã bốc mộ, số còn lại đến nay thân nhân không còn cơ hội quay trở lại, nên trại quyết định săn bắt. Đếm số mộ bia còn lại là 73 cái. Cả nghĩa địa ước lượng khoảng 500. Đó chỉ là một địa phương, còn bao nhiêu địa điểm như nghĩa địa này
ở Phú Yên và bao nhiêu cái khác ở toàn lãnh thổ các tỉnh Liên Khu Năm nổi tiếng quá khích. Về sau, nói chuyện với một số cán bộ, chúng tôi được biết là sau khi chiếm được hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, số cán bộ của hạ tầng cơ sở của Việt Nam Cộng Hòa bị tập trung lại khoảng 8.000 người. Nguyễn Hữu, bí thư tỉnh ủy Phú Khánh, chủ trương đưa lên Xuân Phước giết hết. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 5 năm 1975, họ mới giết hơn 1.000 người, thì có lệnh từ Hà Nội vào, chỉ thị phải ngưng cuộc tàn sát đẫm máu lại, nên nhiều người thoát chết. Thầm gian giái cho người chết sớm được siêu thoát, họ đã trả xong nợ núi sông. Có ai còn nhớ đến chiến sĩ không tên tuổi, gia đình họ cũng không còn đến được để bốc mộ. Thân xác các bạn đành làm phân cho cây khoai mì mà chúng tôi sắp trồng. Con người là sản phẩm của xã hội, kinh tế là hoạt động căn bản của loài người. Điều phân tách của các Marx không sai, nhưng nó chỉ đúng ở xã hội sơ khai và được đơn giản hóa khi con người tìm lương thực, thực phẩm để mà sống. Nhưng khi nhu cầu vật chất tương đối đầy đủ, xã hội phát triển đa dạng và sinh hoạt con người trong xã hội trở thành phong phú, thì những nhu cầu khác sẽ trở thành quan trọng hơn. Con người không phải là con thú chỉ tìm cái ăn hàng ngày, mà con người tích lũy của cải thành quả lao động của mình để tổ chức sản xuất tiến bộ, dư thừa sản phẩm. Con người cần tổ chức sao cho mọi năng lực, tài nguyên và thời gian sử dụng về việc mưu tìm sự sống thật ít, còn thì giờ để phát triển tìm sự thỏa mãn cho nhu cầu tinh thần và sự thụ hưởng hạnh phúc. Lý thuyết của Cộng sản dựa trên sự giản lược tối đa về các hiện tượng xã hội và loài người. Và chế độ Cộng sản thì tước đoạt mọi tư hữu của con người, để hạ thấp giá trị con người đơn giản như con thú, và gồm mấy chính quyền của đảng sẽ nhân danh tập thể xã hội để nắm tất cả quyền hạn, quyền lợi và phương tiện sản xuất, và làm chủ sự phân phối của cải xã hội theo ý riêng của họ. Nhưng khi nhân danh tập thể, nhân danh xã hội gồm mấy khổng lồ với chính quyền Cộng sản thành lập vừa gặp phải các nhược điểm tất yếu của một tổ chức quá to lớn, đưa đến sự uổng dụng phí phạm tài nguyên, sự cứng ngắc do hệ thống thư lại, tính tham lam của con người có quyền hành vô hạn. Chế độ Cộng sản dựa trên lý luận đơn giản của quân thì đúng, nhưng đưa ra áp dụng cho toàn thể xã hội thì sai. Chế độ Cộng sản chỉ trích những sai lầm của chế độ phong kiến, quân chủ, tư bản thì đúng, nhưng khi nắm chính quyền thì chế độ Cộng sản sai lầm hơn tất cả mọi chế độ trước. Chế độ Cộng sản không phục vụ được con người, không phát triển được xã hội. Người Cộng sản thành công khi họ làm cách mạng vì họ được dạy cho tính quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng, nhưng họ thất bại khi nắm chính quyền.